Chương trình hôm nay gồm có Tổng thống Biden, Putin và bộ sậu côn đồ đã khiến Navalny tử vong Ukraine ký hiệp ước an ninh 10 năm với Pháp Bị bắt vì giấu 248 khẩu súng, 1 triệu viên đạn ở nhà Thái Lan cân nhắc đánh thuế hàng Trung Quốc giá rẻ Người đàn ông Nhật bị bỏ tù vì trò đùa mất vệ sinh Hồng Kông phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay. Người Trung Quốc vượt biên vào Hoa Kỳ tăng nhanh nhất. Tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 Dây Tinh Hoa thứ Bảy ngày 17 tháng 2. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden vào ngày 16 tháng 2 đã quy trách nhiệm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về cái chết của lãnh đạo phe đối lập ở Nga Alexei Navalny. Ông Biden nói, không ngạc nhiên về việc này, nhưng phẫn nộ trước sự ra đi của ông Navalny. Phát biểu tại tòa Bạch Ốc, ông Biden cho biết, Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn rằng cái chết của ông Navalny là hậu quả của những việc mà ông Putin và bộ sậu côn đồ của ông ấy đã làm chính quyền nga sẽ biện minh theo cách của họ nhưng chắc chắn là putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông navani tổng thống hoa kỳ nói ông đang tính các bước bổ sung để trừng phạt nga sau cái chết của ông navani ông biden cũng bày tỏ sự kính trọng đối với lãnh đạo phe đối lập nga vì đã dũng cảm đứng lên chống lại tham nhũng và bạo lực của chính phủ putin trả lời các câu hỏi của phóng viên ông biden cho biết chúng tôi đang cân nhắc xem có thể làm gì nữa Chúng tôi đang xem xét rất nhiều phương án. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Thưa quý vị, theo thỏa thuận được Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ký tại Điện Elysee ở Paris ngày 16 tháng 2, Pháp cam kết cung cấp cho Ukraine tối đa 3,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ trong năm 2024. Thỏa thuận sẽ kéo dài 10 năm, một trong những trọng tâm là tăng cường hợp tác trên lĩnh vực pháo binh. Các quan chức cho biết, Mục tiêu của hiệp ước an ninh là giúp Ukraine tái lập toàn vẹn lãnh thổ trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận và ngăn chặn các hành động gây hấn mới của Nga. Thỏa thuận này cũng sẽ mở đường để Ukraine có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai. Trước đó cùng ngày, tổng thống Zelensky đã ký hiệp ước an ninh tương tự với thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin. Trong đó, Đức cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine và kiềm chế Nga bằng các biện pháp trừng phạt cũng như kiểm soát xuất khẩu, bảo đảm rằng tài sản của Nga vẫn bị phong tỏa. Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với áp lực càng ngày càng gia tăng trên chiến trường, đặc biệt là mặt trận Avdiivka, một phần vì thiếu đạn dược sau khi viện trợ từ phương Tây sụp giảm. Hiện các nỗ lực viện trợ mới nhất của Hoa Kỳ, quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất từ đầu cuộc chiến, vẫn mắc kẹt tại quốc hội do bất đồng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Việt Anh của chúng tôi. Thưa quý vị, theo trang Business Insider, hôm 16 tháng 2, một người đàn ông ở thành phố Richmond, bang California, Hoa Kỳ đã bị bắt giữ vì tồn trữ bất hợp pháp 248 khẩu súng và 1 triệu viên đạn ở nhà. Tổng trưởng lý bang California Rob Bonta cho biết, người đàn ông này đã bị cấm sở hữu vũ khí vào thời điểm mà ông ta bị lục soát vào cuối tháng 1. Các đặc vụ của Cục Súng Đạn Mỹ đã tiến hành kiểm tra nhà riêng của đối tượng vào ngày 31 tháng 1. Họ tìm thấy 11 khẩu súng loại dành cho quân đội, 133 khẩu súng ngắn, 37 khẩu súng trường, 60 khẩu súng trường tấn công, 7 khẩu súng ngắn, và 3.000 băng đạn dung tích lớn. Giới hữu trách cũng phát hiện 1 triệu viên đạn, hàng chục hộp khóa nòng súng trường và thân súng ngắn cùng 20 thiết bị giảm âm. Tổ điều tra cũng tìm được vài quả lựu đạn trong nhà đối tượng này. Văn phòng tổng trưởng lý công bố đoạn video cho thấy, ngôi nhà chẳng khác nào kho vũ khí thu nhỏ với nhiều khẩu súng máy, súng trường tầm xa và hàng chục thùng đạn. Sở hữu súng máy nói chung là bị cấm ở California tiểu bang áp dụng luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt bậc nhất ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, để bảo vệ các nhà sản xuất địa phương trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ, Thái Lan đang xem xét áp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa Trung Quốc đi qua các khu thương mại tự do. Theo Bloomberg, Thủ tướng Thái Lan Srita Thavisin ngày 15 tháng 2 đã ra lệnh cho các quan chức xem xét áp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có giá dưới 1.500 bạc, tương đương khoảng 1 triệu Việt Nam đồng, Ông Sritha cho biết hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc cũng vào Thái Lan thông qua nền tảng thương mại điện tử và buôn lậu. Thủ tướng Thái Lan đưa ra tuyên bố trên nền tảng xã hội X rằng việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Thái Lan đã gây tổn hại đến lợi ích của các nhà sản xuất địa phương, bởi vì những nhà sản xuất này không thể cạnh tranh về giá. Ông Sritha còn nói ngoài giá rẻ, hàng Trung Quốc còn thiếu chứng nhận tiêu chuẩn từ cơ quan chính phủ và thường xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước làn sóng gia tăng nhập khẩu hàng hóa giá rẻ vào Thái Lan, các tập đoàn kinh doanh chính của nước này đã phải tìm kiếm sự can thiệp từ thủ tướng. Theo tờ Bangkok Post, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Phumtham Wichayatai cho biết, gần đây cơ quan hải quan của nước này đã nhận được lệnh cấm nhập khẩu quần con voi do Trung Quốc sản xuất vì Thái Lan đã đăng ký bản quyền mẫu họa tiết này. Quần con voi là loại quần mỏng, nhẹ, có in họa tiết hình con voi và luôn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất ở Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Srita Thavisin hồi đầu tháng 2 từng cho biết vấn đề xung quanh quần con voi sản xuất tại Trung Quốc là một lời nhắc nhở đối với chính phủ rằng phải giải quyết vấn đề bản quyền. Ông Srita nói, những việc nhỏ như quần con voi được sản xuất tại Trung Quốc đã phản ánh rằng chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ trong nỗ lực bảo vệ sản phẩm quốc gia. Thưa quý vị, theo Straits Times đưa tin, một đoạn video mới đây được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đang ăn gừng ngâm trong nhà hàng Yoshinoya, thương hiệu cơm bò nổi tiếng của Nhật Bản ở thành phố Osaka. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động mất vệ sinh của người này khi ăn trực tiếp từ hộp đựng chuyên dụng của nhà hàng, dùng chung cho tất cả các thực khách. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, người đàn ông này đã chính thức bị tòa kết án 2 năm 4 tháng tù vì trò đồ mất vệ sinh đó của mình. Người đàn ông này tên là Ryu Shimazu, 35 tuổi, sống ở phường Nishinari, thành phố Osaka. Chủ tọa phiên tòa Satona Takasaki gọi hành động của Ryu Shimazu là ích kỷ và độc ác. Ông nói thêm rằng anh ta không hề tỏ ra hối hận, thiếu đạo đức và phải chịu trách nhiệm hình sự nặng nề. Ngoài ra, Ryu Shimazu còn bị phạt 200.000 yên, tương đương hơn 32 triệu đồng vì hành vi của mình các chuỗi nhà hàng của Nhật Bản trong thời gian qua luôn gặp rắc rối với một trào lưu trực tiếng đáng lên án, được gọi là khủng bố sushi. Nhiều khách hàng liên tục thực hiện những trò đùa mất vệ sinh, gây phẫn nộ, chỉ nhằm thu hút thêm người theo dõi trên mạng xã hội, như uống nước tương trực tiếp từ chai dùng chung cho cả nhà hàng. Chạm vào những miếng sushi lướt qua trên băng chuyền bằng ngón tay vừa mới liếm, chạm môi vào tách trà rồi để nó trở lại kệ. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, lực lượng hải quan Hồng Kông cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỷ Hồng Kông đô la, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD. Theo nguồn tin trên, 7 người trong độ tuổi từ 23 đến 74 là thành viên của một tổ chức xuyên quốc gia quy mô lớn, sử dụng nhiều công ty bình phong và tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển các khoản tiền lớn từ nước ngoài về Hồng Kông một tài khoản đã từng nhận được 100 triệu Hồng Kông đô la, tương đương 12,8 triệu USD chỉ trong một ngày. Nhà chức trách nêu rõ, trong số tiền 14 tỷ Hồng Kông đô la nói trên, có 2,9 tỷ Hồng Kông đô la, tương đương 374 triệu USD, bị nghi có liên quan đến một vụ lừa đảo qua ứng dụng di động tại Ấn Độ. Tổ chức xuyên quốc gia này đã giao dịch với các đối tác ở Ấn Độ để xuất khẩu thiết bị điện tử, kim cương, đá quý và kim loại quý Số tiền thu được sau đó được chuyển vào các tài khoản ở Hồng Kông để rửa tiền. Lực lượng chức năng cũng đã tịch thu nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và hơn 8.000 carat đá quý tổng hợp bị cho là để xuất khẩu sang Ấn Độ. Cơ quan thực thi pháp luật ở Hồng Kông và Ấn Độ cũng như các nước khác đã phối hợp tiến hành chiến dịch bắt giữ này. Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó hồi tháng 1 năm 2023 liên quan đến 6 tỷ Hồng Kông đô la, tương đương 767 triệu USD. Nhà chức trách đã bắt giữ chín người liên quan đến vụ việc này. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, CBP đã công bố số người nhập cư bất hợp pháp bị chặn trong tháng 1 năm 2024. Theo số liệu, mặc dù số lượng nhập cư bất hợp pháp từ các nước có giảm 50% so với tháng trước, nhưng những người vượt biên đến từ Trung Quốc tiếp tục tăng và tốc độ tăng trưởng là nhanh nhất. Những người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Mỹ nói rằng Phía sau họ còn có một lượng lớn người đang vượt biên nữa, mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh. Theo dữ liệu của CBP, chỉ trong 4 tháng của năm 2024, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, số người nhập cảnh bất hợp pháp từ Trung Quốc đã lên tới 18.755 người, trong khi cả năm 2023 chỉ là 24.314 người. Nói cách khác, với tốc độ này, trong một tháng nữa, số lượng người Trung Quốc đến từ biên giới Tây Nam nước Mỹ sẽ vượt quá số lượng năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều dữ liệu cho thấy người Trung Quốc có tỷ lệ chấp thuận gần như cao nhất trong việc xin tị nạn. Ông Trần Sám Sáng, một luật sư nhập cư Trung Quốc ở New York ước tính, tỷ lệ thành công của đơn xin tị nạn của người Trung Quốc là hơn 90%, là cao nhất trong số tất cả các quốc gia. Ông nói, một trong những điều kiện để được tị nạn ở Mỹ là sợ trở về quê hương và ai cũng biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ đàn áp chính người dân của mình nghiêm trọng nhất. Luật sư Trần cho biết, người Trung Quốc xin tị nạn vì nhiều lý do. Lý do phổ biến nhất gần đây là họ từng là tù nhân của nhà nước, hoặc họ bị phong tỏa trong đợt dịch bệnh kéo dài 3 năm. Còn có người bị bức hại vì bị cưỡng chế phá dỡ nhà ở, hoặc vì lý do tín ngưỡng tôn giáo, quan điểm chính trị, tự do lập hội, vân vân. Cảm ơn biên tập viên Việt Anh. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp đến đây xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.